Mục vụ tin và sống xin thân ái kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đức tin có tựa đề là Thủy đáo cư thành, nước chảy thành sông. Như dòng suối tự nhiên khơi nguồn từ nơi nước chảy, lo lắng là vô ích. Bởi điều gì đến sẽ đến, nỗ lực bỏ ra tự sẽ thu được kết quả. Thủy đáo cư thành là câu thành ngữ Trung Quốc, ý nói rằng thành công sẽ tự nhiên đến khi có đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không cần phải nhất mực truy cầu. Câu thành ngữ này bắt nguồn từ một câu chuyện vào thời nhà Tống, năm 960 đến 1279. Câu chuyện dựa trên một lá thư của người đàn ông tên là Tô Đông Pha, gửi cho bạn mình là Tần Thái Hư. Trong thư, Tô Đông Pha kể lại với bạn cách ông đã vượt qua khó khăn khi không có tiền, nhưng lại phải nuôi gia đình đông người. Trong thư, Tô Đông Pha viết rằng ban đầu ông rất lo lắng, nhưng sau đó đã quyết tâm thay đổi tình trạng khó khăn của mình và đối mặt với việc cần phải kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền. Ông quyết định làm theo tấm gương của người bạn cũ là Gia Vận. Vào ngày đầu tiên hàng tháng, ông lấy 4.500 đồng từ tiền tiết kiệm và chia thành 30 phần, mỗi phần 150 đồng. Sau đó, ông treo 30 phần đỏ lên xà nhà. Mỗi sáng, ông dùng chiếc gậy lấy một phần tiền xuống rồi bảo người nhà giấu chiếc gậy đi. Phần tiền này là định mức chi tiêu cho ngày hôm đó. Nếu còn thừa tiền, ông cất trong một ống tre dày và dùng số tiền này để tiếp đãi khi khách đến nhà. Số tiền hiện có từ tiết kiệm tôi đủ dùng để chi tiêu trong hơn một năm. Vì vậy, tôi sẽ lập kế hoạch cho những việc khác, Tô Đông Pha viết trong thư. Thủy đáo cư thành, nước chảy thành sông. Vì vậy, từ đó về sau, tôi không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Và đó là lý do tại sao tôi không cần lo lắng về bất cứ điều gì nữa, Tô Đông Pha kể với bạn. Người đời sau sử dụng câu nói trong bức thư của Tô Đông Pha, thủy đáo cư thành, nước chảy thành sông, để khuyên rằng khi các điều kiện chín mùi thì thành công sẽ đến một cách tự nhiên. Câu thành ngữ này cũng mang ý nghĩa là không cần phải lo lắng, không cần phải cố đạt được thành công bằng mọi giá hay đặt nặng tâm vào việc theo đuổi thành công. Bởi việc gì đến sẽ đến, khi tới thời điểm chín mùi, nỗ lực bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Thánh Kinh suy gẫm: vì thế ta bảo các con đừng lo lắng cho cuộc sống, lo mình sẽ ăn gì, uống gì, hay thân thể mình sẽ mặc gì. Mạng sống chẳng quý hơn đồ ăn và thân thể chẳng quý hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tốn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao? Có ai trong các con nhờ lo lắng mà có thể thêm cho đời mình một khoảnh khắc nào không? Matthew đoạn 6 từ câu 25 đến câu 27. Chúa yêu thương bạn. Amen.